Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay thì tiếp theo mình chia sẻ cho cả nhà một vườn mận lăng nè. Ở đây thì cả nhà có nhu cầu mà mua đi số lượng nhiều á, số lượng trăm cây á, thì cả nhà liên hệ ở đây nha. Liên hệ thì mình sẽ để sỉ cho cả nhà luôn, để bán sỉ cho cả nhà bán lại ha, giá yêu thương luôn nha cả nhà. Số lượng cái này còn khoảng 5-6 ngàn cây nè cả nhà. Đây có màu hồng, có màu tím luôn nha. Có màu hồng, có màu tím luôn. Đây, rất là đẹp nha. Cả nhà có nhu cầu thì trồng hàng rào hay là làm cái khu trường học hay là này kia đó cả nhà. Cả nhà mua những cây này nó có lợi hơn là mình mua những cây sừng chậu, nó có giá cao ha. Đây thì thốc thân khoảng 2,5 m nha cả nhà. Cao thì 3 m mấy đến 4 m tùy theo cây. Cây thì có hoành nó thì để mình đo thử một cái lô này. Ngoài này thì theo mình thấy thì để mình thử cái hoành bao nhiêu nha. Ngoài này thì chỉ có 16 thôi cả nhà. Nè 16 nha. Đây thì mình xin nói lại thì cái lô này thì khoảng cốt thì khoảng 16, 17, 15, 16, 17 nè, dao động ha. Thì có màu hồng, màu tím. Thốc thân thì 1,2 m cho tới 1,5 m. Như cái này thì được 1,5 m nè cả nhà. Cao thì tới 3-4 m thôi nha. Cao 3-4 m. Rồi để mình đi vô trong nha cả nhà. Bên này thì cũng vậy nha cả nhà. Đây cái đầu. Cái ngoài này thì vậy. Cây này thì được cắt, được tạo tán thì nó đẹp hết rồi. Làm hoa ra cắt tạo tán để cho ra hoa thì sẽ được hoa nha cả nhà. Đây rồi rất là nhiều luôn nha. Rồi mình đi tiếp vô trong cho cả nhà xem nha. Vườn này vườn khủng lắm. Nhiều khi cả nhà đi mua một cái cây mà vô chậu mà thừng rồi đó thì giá nó rất là cao nha. Nhiều khi mình mua cây này thì giá nó rẻ hơn, rẻ hơn rất là nhiều nha so với cây kia. Đây trong này thì mình cũng thấy cũng có rất nhiều nữa nè cả nhà. Ôi quá nhiều luôn cả nhà ơi. Này cả nhà, quá nhiều luôn nha cái lô này. Nói chung thì khoảng 6.000 cây cái nha, 6.000 cây nha. Đây, cả nhà có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình mình nha. Đây thì đã tạo hết rồi, nhưng mà ở đây thì người ta trồng giống như là người ta để cây thôi chứ người ta không có chăm sóc cho nên không có xịt thuốc sâu gì nữa cả nha. Chỉ cắt rồi tạo tán thôi. Đây thì có màu hồng nè, màu tím, hai màu. Nhưng ở đây thì mình chưa thấy là làm dấu hay là đánh lô để mà biết được á. Rồi nhiều lắm nha cả nhà. Thôi thì cả nhà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại nha. Mình sẽ báo giá và đo cụ thể những cây nào mà cả nhà đặt mua. Đây để mình đi lại một lần nữa cho cả nhà xem.